Tiếp theo là bài thứ tư. Đề bài như sau. Sử dụng đồ thị cung cầu để chỉ ra tác động của các sự kiện sau đây đến thị trường áo thun. Sự kiện thứ nhất, một cơn bão gây ra thiệt hại cho vụ bông. Sự kiện thứ hai, các trường phổ thông yêu cầu học sinh tập thể dục vào buổi sáng bằng trang phục phù hợp. Sự kiện thứ ba, áo khoác da giảm. Và sự kiện thứ tư, phát minh ra máy dệt kim mới. Xét sự kiện đầu tiên, một cơn bão gây thiệt hại cho vụ bông. Khi mà có cơn bão gây thiệt hại cho vụ bông thì sẽ làm cho việc thu hoạch bông bị mất mùa, dẫn đến là giá của bông tăng lên. Và như chúng ta đều biết thì bông là nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất vải áo thun. Khi giá đầu vào sản xuất tăng lên thì sẽ làm cho chi phí sản xuất của việc áo thun bị tăng lên. Điều này làm cho lợi nhuận của hãng sản xuất áo thun sẽ bị giảm xuống và cái động lực để cung ứng áo thun của hãng bị giảm. Kết quả là cung áo thun giảm. Bây giờ chúng ta sẽ xét sự thay đổi của đường cung trên đồ thị cũng như là sự thay đổi về giá và sản lượng cân bằng trên đồ thị của áo thun. Giả sử ban đầu đường cung về áo thun đang là S1. Khi cung giảm, đường cung dịch chuyển sang bên trái thành đường cung S2. Chúng ta có thể dễ dàng xác định được điểm cân bằng ban đầu trên thị trường áo thun chính là giao điểm của đường cung S1 và đường cầu D1. Tại giao điểm này, chúng ta xác định được cái mức giá cân bằng về áo thun là P sao và lượng cân bằng về áo thun là Q sao. Và khi mà cung giảm từ S1 sang S2, chúng ta có được điểm cân bằng mới là giao điểm của đường cung S2 và đường cầu D1. Tại điểm cân bằng mới này, chúng ta thấy rằng là giá của áo thun tăng từ P sao lên P2, còn lượng cân bằng về áo thun thì sẽ giảm xuống thành Q2. Vậy chúng ta rút ra nhận xét cho trường hợp này là khi cung của áo thun giảm thì đường cung dịch chuyển sang bên trái, giá cân bằng của áo thun thì tăng lên, còn sản lượng cân bằng về áo thun thì giảm xuống. Ta tiếp tục xét sang sự kiện thứ hai. Các trường phổ thông yêu cầu học sinh tập thể dục vào buổi sáng bằng trang phục phù hợp. Ta đều biết rằng cái đặc tính của áo thun là nó có độ co giãn đàn hồi tốt, và thứ hai là nó thấm nước tốt. Và với những đặc tính này thì nó là một cái trang phục phù hợp cho việc thể dục. Vậy khi có sự kiện này thì nó sẽ làm cho cầu về áo thun của các cái trường phổ thông này tăng lên. Khi cầu về áo thun tăng lên thì đường cầu về áo thun sẽ dịch chuyển sang phải và lên phía trên. Bây giờ chúng ta sẽ xét sự thay đổi của đường cầu áo thun trên đồ thị và xét sự thay đổi về giá và sử dụng cân bằng trên thị trường áo thun. Giả sử ban đầu đường cầu về áo thun là đường cầu D1. Khi đường cầu về áo thun dịch chuyển sang bên phải thì nó sẽ sang cái vị trí là đường cầu D2. Trước hết là chúng ta xác định cái trạng thái cân bằng ban đầu của thị trường là giao điểm của đường cung S0 và đường cầu D1. Tại đây, ta xác định được cái mức giá cân bằng về áo thun là P sao và lượng cân bằng về áo thun là Q sao. Khi cầu về áo thun tăng lên, đường cầu dịch chuyển sang vị trí D2, thì điểm cân bằng mới chính là giao điểm của đường cầu D2 và đường cung S0. Tại vị trí cân bằng mới này, ta thấy rằng là cái giá cân bằng của áo thun là P2 và lượng cân bằng về áo thun là Q2. Vậy ta kết luận cho trường hợp này như sau. Khi cầu áo thun tăng lên
thì đường cầu áo thun dịch chuyển sang phải. Giá và lượng cân bằng áo thun cùng tăng lên. Sự kiện thứ ba là áo khoác da giảm. Trước chúng ta cần nhận định như thế này. Áo khoác da và áo thun là hai loại áo có thể mặc thay thế cho nhau. Vậy thì khi mà giá áo khoác da giảm thì lượng cầu với áo khoác da sẽ tăng lên và sẽ có một số cái người mua áo ở các loại áo khác, trong đó có áo thun, sẽ chuyển sang áo khoác da để mua. Vậy thì cái cầu và áo thun sẽ giảm. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn sự thay đổi này trên đồ thị. Giả sử ban đầu đường cầu về áo thun là D1 và điểm cân bằng ban đầu trên đồ thị về áo thun là điểm cắt giữa đường cầu D1 và đường cung S0. Tại điểm giao nhau này, chúng ta xác định được giá và lượng cân bằng về áo thun là P sao và Q sao. Khi cầu về áo thun giảm, đường cầu về áo thun dịch chuyển sang bên trái thành đường cầu D2. Chúng ta dễ dàng xác định được điểm cân bằng mới là giao điểm của đường cung S0 và đường cầu D2. Tại điểm cân bằng mới này, chúng ta xác định được mức giá và sản lượng cân bằng về áo thun mới là P2 và Q2. Và chúng ta nhận ra rằng là cả giá và lượng cân bằng về áo thun đều giảm xuống. Vậy chúng ta kết luận cho trường hợp thứ ba này là khi giá áo da giảm thì cầu áo thun giảm, đường cầu áo thun dịch chuyển sang bên trái và xuống dưới, giá và lượng cân bằng về áo thun cũng giảm xuống. Sự kiện thứ tư là phát minh ra máy dệt kim mới. Đây là một tiến bộ trong công nghệ về sản xuất áo thun, làm giảm chi phí sản xuất áo thun và làm tăng lợi nhuận của họ, dẫn đến là các cái doanh nghiệp sản xuất áo thun tăng cung của mình. Bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn sự thay đổi về cung áo thun và sự cân bằng trên thị trường áo thun trên đồ thị như sau. Giả sử ban đầu cung và cầu về áo thun lần lượt là D0 và S1, và điểm cân bằng ban đầu trên thị trường áo thun là giao điểm của D0 và S1, và ta có mức giá và sản lượng cân bằng áo thun là P sao và Q sao. Khi có tiến bộ công nghệ làm cho cung áo thun tăng, đường cung áo thun dịch chuyển sang bên phải và xuống dưới thành đường cung S2. Giao điểm mới giữa đường cung S2 và đường cầu D0 chính là cân bằng mới trên thị trường áo thun. Tại giao điểm này, chúng ta xác định được cái cân bằng mới trên thị trường áo thun là mức giá P2 và lượng cung là Q2. Vậy chúng ta rút ra kết luận cho sự kiện thứ tư này, đó là cung về áo thun sẽ tăng, giá cân bằng thì giảm, còn lượng cân bằng thì tăng lên.